Rồi, chào tất cả anh em nha. Chia sẻ và giao lưu cùng anh em một cái cụ Hồng Quân ăn trái hàng khủng mới qua anh em. Đấy, một cái cốt là anh em. Cụ này nặng 40 khiên anh em. À, quay xe mới nhìn tổng thể được cụ anh em. Đấy, cốt lách rất đẹp anh em. Chỉ chốt thì phòng bố từ gốc lên ngọn luôn nha. Dòng này lên ăn trái cực kỳ ngon luôn anh em. Đây, quay gọn lại cho anh em xem cốt đế nó nè anh em. Đấy, chân bệ trái nha. Đế trễ bát ngát luôn anh em. Trải đều hai mặt luôn nha. À, lần cái cốt lách rất hay luôn anh em. Dòng này là anh em biết rồi, cực kỳ dễ sống luôn nha. Cụ này đặc biệt cốt đặc không bọng bể hết nha anh em. Đấy. À, để bao đế cho anh em luôn này. À, chỉ chốt nè anh em. Chỉ chốt thì rất nhỏ nha. Đấy, phong tầng lên nè. À, cốt lách nhìn rất dịu nha. Cụ này dòng này thích hợp cho anh em trong sông vuông khu biệt thự nha. Dòng này lái trái ba ngon luôn nè. Cụ này em đo cái hành ngang cái điểm tay em chỉ là hành 95 nha anh em. Chiều cao tính từ mặt đất lên ngay chốc đỉnh là 29 nha. Đấy, nặng 40 khiên. Cái cụ Hồng Quân ngang trái nha anh em. Đấy, hàng khủng còn sót lại nè anh em. Rồi, anh em nào hợp nhãn bóc hoặc liên hệ em nha. Chào anh em.